Đầu năm nay, bóng đá Indonesia đã chịu tổn thất không nhỏ khi bị FIFA tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup. Tuy nhiên mới đây, quốc gia Đông Nam Á này đã được phần nào bù đắp với việc được trao quyền đăng cai vòng chung kết U17 World Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo Indonesia chính thức được trao quyền đăng cai vòng chung kết U17 World Cup 2023. Trước đó, Peru là quốc gia giành được vinh dự này nhưng đã xin rút lui. Giải đấu này sau khi bị hoãn lại vào tháng 4 năm nay, dự kiến sẽ được tiến hành từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm nay. Có tổng cộng 24 đội tham dự chia thành 6 bảng đấu. Với việc Indonesia trở thành quốc gia chủ nhà, đội bóng đá U17 nước này cũng sẽ nghiễm nhiên giành một suất tham dự giải đấu tầm cỡ thế giới. Dù trước đó đội bóng này thậm chí còn không thể vượt qua vòng loại của giải U17 châu Á. Đây được xem là sự bù đắp của FIFA sau khi đã chốt quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup đối với quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó, để chuẩn bị cho việc tổ chức vòng chung kết U20 World Cup, bóng đá Indonesia đã đầu tư rất nhiều về cả nhân lực và cơ sở vật chất.